đi Sài Gòn. Yêu gái. Ôi dồi. Yêu. Bye bye mẹ. Bye bye chuối nha. Ở nhà bà chăm nha. Bà. Bye bye. Bác cả tòa nhà đi ạ. Ôi dồi. Yên tâm. Bé được. Bye bye nè, cô đi đây. Bye bye cô ạ. Vậy là một chuyến đi nữa của năm 2022 lại tiếp tục rồi đây. Lần này thì bạn Hà sẽ đi Sài Gòn nha. Cá nhân mình thì lâu lắm rồi không đi Sài Gòn. Chắc cũng phải 6 tháng cũng nhỉ? Đấy, nói chung là cũng lâu rồi. Nên là nhớ Sài Gòn phết. Lần này thì Hà cực kỳ hào hứng với chuyến đi. Nó vừa kết hợp với công việc mà vừa tranh thủ đi chơi luôn. À mà cá nhân Hà thì cũng cực thích cái quãng đường đi đến sân bay ấy. Có bạn nào giống mình không? Đợt này đi đông hẳn so với cả đợt trước mình đi, kiểu mình thấy nó khá là giống bình thường rồi. Như đợt trước mình đi Phú Quốc thì còn khá là vắng ấy, nhưng mà đợt này đi thấy đông quá à? Thật sự đông luôn ấy. Lại là mình ở cửa hàng Starbucks đây mọi người ơi. Hôm nay mình đã uống một thứ đồ mới rồi. Mình không ăn bánh nữa. Mình rất thích kiểu đi một mình như này. Cảm giác rất là kiểu một mình. Có thời gian cho bản thân này. Làm những thứ mà kiểu một mình ấy, vui lắm. Thật là khó nói, nhưng mà vui lắm. Đây là mình đi Hồ Chí Minh kết hợp giữa công việc với cả mình tranh thủ đi chơi và đi gặp một vài người bạn luôn. Mình sẽ đi tầm 5 ngày và mình cũng sẽ vlog cho mọi người xem nha. Update một chút ở sân bay gì đấy, nhưng mọi như mình có nói hồi nãy thì ra là sân bay khá là đông rồi. Mình nghĩ là cái vấn đề bay du lịch cũng sẽ sớm trở lại bình thường thôi, so với đợt trước mình đi thì nó rất là khác rồi. Nha, thế là mừng ha. Mình cũng thích việc mà mình có thể để mặt vào sân bay. Sao giờ mặt mình này. Nhờ kệ đi. Ok, và bây giờ hãy cùng bạn Hà đi Sài Gòn thôi. Lạnh quá. Mãi xem phim không ngủ, bây giờ sẽ về khách sạn đây. Không có gì thì mình update mọi người nhé. Nóng rồi đấy. Mình bị sốc nhiệt mọi người, nóng quá. Nhưng mà cũng thích, trời Hà Nội đang lạnh lắm. Mình về đến phòng rồi mọi người ạ. Lần này thì những cái Airbnb mà mình hay ở ấy thì nó hết phòng. Thế là mình đã chuyển sang book một cái khách sạn mà mình mới được recommend. Thì thật ra mình thấy nó cũng khá là xinh, đi vào khá là xinh, nhưng mà lên phòng thì hơi nhỏ một chút. Quay cho mọi người xem nhá. Đầu tiên đi vào này thì sẽ là cái gương với bồn rửa tay ở đây. Sau đấy thì là giày của mình. Phòng tắm ở đây, thông với phòng ngủ. Nhưng mà chỗ này thì là đấy, kiểu đấy. Nhưng mà kiểu nó bị hơi nhỏ ấy. Mình hơi ngạc nhiên vì nó hơi nhỏ mọi người ạ. Nhưng mà thôi, it's okay. Vừa mới xuống lấy đồ mọi người ạ, mình đã order coi và cháo ếch quận 7, yay! Thèm dã cả man luôn ấy. Thực sự cháo ếch là một trong những cái món mà mình thèm nhất. Và mình vẫn luôn tự bảo là đến Sài Gòn là phải ăn luôn cho nóng. Rất là yummy. Nóng quá mọi người ạ, thật sự là nóng quá. Mình đã xin thử đi mua một ít nước với cả mấy cái hàng tạp hóa linh tinh. Mua băng vệ sinh nữa, đợt nào đi mình cũng sẽ đến kỳ mọi người, điên lắm. Wow, cái mùi thơm này. Ai mà thể tưởng tượng được, có chất ngon quá. Wow, tuyệt vời. Tại sao cái máy của mình nó không lấy nét được? Tuyệt vời. Lấy nét đi máy ơi. Xin mời. Ngon quá. Thỏa mãn.
cái cơn sung sướng ấy. Ở Hà Nội không có một chỗ nào ngon được như này đâu mọi người. Hạnh phúc quá. Cay. Mọi người, và đây là mình. Sau một buổi sáng vật lộn với cái gương ánh sáng vàng này và make up mình chưa đánh son nha. Thì đây, hôm nay mình diện một set đồ của Valenti, màu hồng phấn rất là xinh. Tại vì mình lấy hơi gấp ý nên là cảm giác hơi rộng một chút đó mọi người. Nhưng mà vẫn ok, mình thấy vẫn ok. Đây nha. Bây giờ thì mình sẽ đi quay và mình sẽ dẫn mọi người theo. Và sau đây sẽ là một buổi sáng làm việc của một KOL. Đầu tiên thì mình sẽ đi Grab đến địa điểm quay nha. Đương nhiên là đi Grab rồi vì ở Sài Gòn mà. Ở Hà Nội thì mình cũng đi Grab, tranh thủ ngắm đường xá Hồ Chí Minh một chút. Và đây là địa điểm quay của bọn mình ngày hôm nay. Lúc này thì mọi người đang chuẩn bị kịch bản này. Sau đấy thì Hà sẽ được gắn mic. Và cái set quay ngày hôm nay có khá máy luôn. Cũng rất là đông người nữa. Nhìn thế thôi nhưng mà thật ra tất cả mọi người đều đang rất là nóng đó mọi người. Và bạn Hà cũng thế, lại còn mặc một bộ vest kín nữa chứ. Cơ mà thôi, không sao cả, vẫn nhảy hết mình, quay hết sức nè. Xong rồi, bây giờ là 1 giờ kém. Mình sẽ về thay đồ chiều mình rồi. Bây giờ thì chuyến Hồ Chí Minh bắt đầu nha mọi người. Bánh mì Huỳnh Hoa mọi người. Ngon quá. Mình đi cà phê với các chị Lan Anh quán xinh ghê, lâu lắm không đi Sài Gòn. J'aime sentir la musique. Je peux sentir le jazz, ça me fait quelque chose. Et la musique classique, ça vous fait quelque chose? Enfin, tellement la. La musique classique c'est pour la tête un peu, et le jazz c'est pour le corps. Mình với chị Tan Anh quen nhau phải mấy năm rồi? 4 năm. Chắc cũng đến đấy, nhưng mà 3 năm rồi mới gặp lại. Trong khi thỉnh thoảng chị vẫn còn nói chuyện, tao cũng hay gửi quà tặng nhau. Sao mình gửi quà tặng nhau nhiều cực? Đúng rồi. Kiểu dịp nào cũng tặng luôn á. Mình thương mà. Tự dưng gặp kiểu buổi hồi kiểu vừa rất gần mà rất quá. Đúng kiểu đấy luôn. Cảm động quá. Đúng rồi. Gớm quá. Bye bye, see you. Rồi bạn mình đón mình, xin chào nhá. Hello, lo lắm mới được bao trở đấy. Xin cảm ơn. Wow. Xe quá ngầu luôn đấy. Wow. Nó ở Hà Nội nó gọi cuộc nào mình nghe cuộc đấy. Nhưng mà mình ở Sài Gòn mình gọi 5 cuộc mà mình nghe 1 cuộc mọi người ạ. Bạn tốt ghê. Bạn tốt ghê. Vẫn rước xe quá chở nhé. Rồi đi. Xong rồi hôn rồi làm cho bọn mình nhé. Sài Gòn khá là nhiều lần ấy, nhưng mà đây cũng là lần đầu tiên mình ra đến cái đoạn này. Và kiểu nó vắng xong rồi nó chill. Kiểu nó yên bình ấy. Ừ, thích phết. Không có ai để mà đeo khẩu trang. Ừ. Nhưng mà vẫn phải có xuyên thần. Ừ. Thích. Yeah. Quá lâu lắm rồi mới cảm giác kiểu oh. Yeah. Hồ Chí Minh. Nhà quê, nhà quê. Mình đi ăn ốc. Mình đi ăn ốc mọi người ạ. Ốc ở quận 4. Ngon quá. Yeah. Đấy lâu rồi mình không được ăn. Mm.
ui rồi ôi, có thèm không, có trừ ốc trứng muối này, có nộm, à, đây là nộm khoai môn này, sau đấy có ngao xào thái nữa. Trời ơi, ngon lắm 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 ấy. Bây giờ Hà đang ngồi dựng nhìn lại cái đống này mà mình cũng đói quá mọi người ơi. Nhưng mà ngon thật sự, mọi người nhớ đi ăn nha. Mà ta vô tình bỏ lại trên môi em sớm mai, dần xa khuất. Mình còn lại gì ngoài ngàn lời yêu đã trao? Mình còn lại gì ngoài tình đã phai từ hôm nào? Lại một ngày trôi đi về mây ngàn, em đi cùng đêm tàn mà sương khó. Mình gặp chị gấu vẫn luôn xinh, quẩy mình gấu chứ. Yay, một ngày cà phê mấy tăng mọi người. Chị Mina. Hello mọi người. Welcome to Sài Gòn. Ở mình lại ngồi cà phê mọi người ạ. Quán này xinh phết. Mà. Ừ, em ở đây có cái thế nào nhỉ, cây cảnh rất là nhiều luôn ấy. Ừ. Ở đây hơi nóng này, không sao nhỉ. Ừ. Nhưng mà ok chill. Và mình đang di chuyển đến địa điểm quay. Mọi người thấy siêu nhiều đồ. Hôm nay thì mình, các bé trợ lý của mình thì đều ở Hà Nội cả, nên là mình có mượn trợ lý của Tô. Là Tô đi đâu á thì đứa bé sẽ đến support mình. Bây giờ thì mình di chuyển ra đấy đã nhá. Gọi xe rồi. Đây được một cái là nó ngay cạnh Bitexco luôn, xinh quá. Nhưng mà cái phòng thì nó không được giống trên hình lắm, nên mình đã hơi bối rối. Đi về thôi. Thế là hết chuyến rồi mọi người ạ. Một chuyến chị ăn với chơi, gặp mọi người, chả quay mấy, lười là lười. Tóm lại bây giờ đi về. Sài Gòn lần này khá vui. Nhiều chuyện xảy ra. Bye bye.